Sơn La là địa phương có sản phẩm nông sản là các loại quả lớn nhất miền Bắc để tiêu thụ được các sản phẩm quả thu hoạch trong năm, tỉnh Sơn La đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch xúc tiến thương mại, thương mại điện tử năm 2022 đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 và các quy định khác của pháp luật. Trong năm 2022, tỉnh tiếp tục triển khai phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh truyền hình của trung ương và các địa phương xây dựng các phóng sự video ấn phẩm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm của tỉnh Sơ La, duy trì và mở rộng mạng lưới phân phối, trong đó tập trung vào thị trường Trung Quốc với các sản phẩm trái cây tươi, mở rộng phát triển các thị trường tiềm năng, thị trường các nước đã ký kết các hiệp định thương mại tự do với Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước khu vực EU, tập trung cho nhóm các sản phẩm nông sản chế biến phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trung ương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố như Lào Cai, Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ninh, cập nhật cung cấp các thông tin dự báo thị trường để định hướng tổ chức sản xuất, hỗ trợ tiêu thụ xuất khẩu nông sản. Hỗ trợ cập nhật các thông tin liên quan đến các quy định về các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế, các quy định về hàng rào phi thuế, các cam kết về quy tắc xuất xứ hàng hóa, hướng dẫn hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đáp ứng, tiêu chuẩn, quy chuẩn của nước nhập khẩu.